Đây là motor 3 pha, công suất 1,5 kW, 2 ngựa, 4 cực điện, tốc độ 1.400 cho tới 1.500 vòng trên phút. Chúng ta sẽ tiến hành đấu điện cho động cơ. Ampe định mức khi đấu tam giác là 6,4 ampe, khi đấu sao là 3,7 ampe. Chúng ta sẽ đấu điện cho động cơ chạy chế độ sao. Bây giờ chúng ta cấp điện cho động cơ. Động cơ chạy rất êm. Ampe chưa tải của động cơ khi đấu sao là 2,06 ampe. Như vậy là vận hành bình thường.